Nhiều trường hợp người lao động sang công ty mới làm việc, tuy nhiên lại chưa được công ty cũ chốt bảo hiểm xã hội. Trường hợp này, người lao động có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại công ty mới hay không? Sau đây, công ty luật ACC sẽ giải quyết vấn đề này cho các bạn. Tham gia bảo hiểm xã hội vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi đối với người lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nhận được rất nhiều các lợi ích, trong đó có chế độ ốm đau, thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các chế độ này đảm bảo lợi ích của người lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Căn cứ khoản 3, điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động. Như vậy, người lao động sau khi nghỉ việc, tức là chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ, thì công ty cũ có trách nhiệm hoàn thành xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tức là chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp công ty cũ không thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 cho đến 20 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm, theo quy định tại khoản 1, điều 11, nghị định 28 năm 2020 của Chính phủ. Trong trường hợp người lao động đến công ty mới làm việc mà công ty cũ vẫn chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động hoàn toàn có thể đóng bảo hiểm ở công ty mới hoặc nơi làm việc mới. Theo quy định hiện hành, chưa có văn bản pháp lý nào quy định việc chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ thì không được đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý các vấn đề sau đây để đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Thứ nhất là phải có hợp đồng lao động tại công ty mới. Căn cứ theo quy định tại điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp là công dân Việt Nam phải đảm bảo người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng cho đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng cho đến dưới 3 tháng. Do đó, để được đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới, bạn bắt buộc phải có hợp đồng lao động, thời hạn của hợp đồng ít nhất là từ 1 tháng trở lên. Vấn đề thứ hai là trường hợp công ty cũ chưa báo giảm lao động thì chưa thể đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Thông thường khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty cũ thì công ty cũ sẽ báo giảm lao động ngay tại tháng người lao động chấm dứt hợp đồng để giảm những khoản phí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã nghỉ việc. Trường hợp công ty cũ chưa báo giảm lao động thì người lao động chưa thể đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới do khi này người lao động được xác định là có đồng thời hai hợp đồng lao động với các đơn vị khác nhau. Căn cứ khoản 1 điều 42 quyết định 595 của bảo hiểm xã hội, người lao động đồng thời có hai hợp đồng trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động. Như vậy, chỉ khi công ty cũ báo giảm lao động, người lao động mới có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động với công ty mới. Và vấn đề thứ ba cần lưu ý là khai báo để được đóng bảo hiểm. Khi thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động thực hiện đầy đủ vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho người sử dụng lao động. Người tham gia đã có mã số bảo hiểm xã hội, chỉ cần khai mã số bảo hiểm xã hội cùng các thông tin về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, sau đó nộp để người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động có thể tra cứu trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo phân tích ở trên thì người lao động hoàn toàn có thể đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới khi chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ. Tuy nhiên, để thuận tiện cho quá trình làm hồ sơ giấy tờ và các thủ tục tại công ty mới, người lao động cần trực tiếp đến công ty cũ để làm việc, yêu cầu được chốt sổ bảo hiểm xã hội càng sớm càng tốt. Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến cho các bạn về việc công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm xã hội, người lao động phải làm gì. Nếu vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.